Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giám đốc Ruột Đỏ cập nhật ngày 6 tháng 8 2024, giám đốc đi ngang. Giám đốc Ruột Đỏ Indo Lá Bầu, giá thương lái mua tại vườn, mít nhất 50.000 đồng một ký, trái lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì 40.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký trở lên đến dưới 8 ký. Mít ba 21.000 đồng một ký, trái lấy từ 4 ký trở lên. Mít chợ từ 16 cho tới 18.000 đồng một ký. Kênh Nhà Nông Miền Tây ngoài cập nhật mít Ruột Đỏ thì còn cập nhật giá mít Thái, giá các loại nông sản khác cũng như những thông tin về thị trường nông nghiệp. Bà con hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi thêm. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giá lúa tại khu vực An Giang. Nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800. OM 380 7.000 tới 7.100, IR 504 7.100 tới 7.300, Nàng Qua 7.700 tới 7.900, Đài Thơm 8 7.600 tới 7.800, OM 5451 7.100 tới 7.300, OM 18 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.300 tới 7.400, OM 34 6.400 tới 6.600. Tại Kiên Giang, IR 504 7.000 tới 7.200. OM 380 6.900 tới 7.100, Đài Thơm 8 7.400 tới 7.600, OM 5451 7.000 tới 7.200, OM 18 7.500 tới 7.700, Nàng Qua 7.700 tới 7.900, RVT 7.300 tới 7.400, DS1 7.400 tới 7.600, ST 24 25 9.400 tới 9.600, OM 34 6.400 tới 6.500, Jasmine 7.600 tới 7.700, Jabonica 7.400 tới 7.600. Tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang, IR 504 7.100 tới 7.200, OM 380 7.000 tới 7.100, Đài Thơm 8 7.600 tới 7.800, OM 5451 giá 7.300 tới 7.400, OM 18 giá 7.600 tới 7.700, Nàng Qua 7.700 tới 7.900, ST 24 25 9.400 tới 9.600, OM 34 6.400 tới 6.600, Jasmine 7.600 tới 7.700, Jabonica 7.400 tới 7.600. Tại khu vực Đồng Tháp, IR 504 7.100 tới 7.200, OM 380 7.000 tới 7.100, Đài Thơm 8 7.600 tới 7.800, OM 5451 giá 7.300 tới 7.500, OM 18 7.500 tới 7.700, Nàng Qua 7.700 tới 7.900, OM 4900 7.400 tới 7.500, nếp An Giang 7.000 tới 7.200 và nếp Long An là 7.500 tới 7.600. Tại khu vực Sóc Trăng, IR 504 7.000 tới 7.200, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đài Thơm 8 7.400 tới 7.600, OM 5451 7.300 tới 7.400, OM 18 giá 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.300 tới 7.500. Lúa Tài Nguyên 7.700 tới 7.800, RVT 7.400 tới 7.600, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 9.400 tới 9.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS1 7.500 tới 7.600. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, IR 504 7.000 tới 7.200, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đài Thơm 8 7.400 tới 7.600, OM 5451 7.300 tới 7.400, OM 18 7.500 tới 7.700, Nàng Qua 7.700 tới 7.900, RVT 7.400 tới 7.600, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 9.400 tới 9.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS1 7.500 tới 7.600. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng, IR 504 7.100 tới 7.200, OM 380 6.900 tới 7.100, Đài Thơm 8 7.600 tới 7.800, OM 5451 giá 7.300 tới 7.500, OM 18 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.500 tới 7.600, RVT 7.700 tới 7.900, ST 24 25 8.400 tới 8.600, OM 34 6.800 tới 6.900,
Jasmine 7.600-7.700 và DS1 là 7.600-7.800. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 7.100-7.200, OM380 6.900-7.100, Đại Thông 8 7.600-7.800, OM5451 7.300-7.500 và OM18 là 7.500-7.700. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào.